Việt Nam nằm trong số các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao trên thế giới và đang có xu hướng gia tăng. Trong khi các quốc gia phát triển đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1, thì Việt Nam đã phải sử dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4 mới có thể điều trị bệnh. Tình trạng đáng báo động này vừa được đưa ra bàn luận tại hội nghị bàn tròn cấp cao về kháng thuốc do các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam mở ra vào hôm qua tại Hà Nội. Tại hội nghị, ông Remy Nono Quandim, trưởng đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương được coi là điểm nóng về kháng thuốc, trong đó Việt Nam xếp thứ tư trong khu vực về tỷ lệ kháng thuốc. Kháng thuốc hiện nay cũng giống như một đại dịch, là mối đe dọa lớn đối với con người, động thực vật và môi trường. Hiện kháng thuốc là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, trực tiếp gây ra hơn 1 triệu ca tử vong mỗi năm. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh, Việt Nam là một trong các quốc gia đầu tiên trong khu vực xây dựng kế hoạch quốc gia về phòng chống kháng thuốc. Trong đó, một trong những vấn đề được đặt ra là thiết lập hệ thống giám sát kháng sinh. Chúng ta phải thiết lập một cái hệ thống giám sát việc sử dụng kháng sinh và giám sát kháng thuốc, và ở các đơn vị tiến tới xây dựng một hệ thống giám sát kháng thuốc ở tầm quốc gia. Và một cái nội dung nữa là tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh ở người lớn và ở việc buôn bán kháng sinh ở các hiệu thuốc bán lẻ. Tại hội nghị, các tổ chức quốc tế cùng đại diện các cơ quan Việt Nam cũng đã thảo luận về các giải pháp như hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách, nâng cao nhận thức và sự cảnh giác trước tình trạng sử dụng thuốc không an toàn dẫn đến kháng thuốc.